Với tỷ số 0 và tuyên bố vận động viên Thái Bình thắng cuộc và chung kết. Sau thời gian nghỉ 2 phút thì diễn ra trận chung kết kata cá nhân nam lứa tuổi 18-22 giữa hai vận động viên Hà Nội AK Thái Bình AO. Tại sân A, trận chung kết kata cá nhân nam 18-22 mời hai vận động viên Hà Nội AK, Thái Bình AO ra sàn thi đấu.